ảnh hưởng gì đâu. Chưa, có chưa không? Vợ đây chứ không chưa. Em nói chuyện kia có chạm ai bao giờ không? Chạm dạ, ai em phải xử lý cho người ta. Đúng không? Thế người ta là không có chi anh kia. Thế xin em để lấy cho đâu mà xử lý. Cứ gọi đi. Nào, tôi nói chuyện anh kia có chạm một ai bao giờ không? Tôi chạm nhưng tôi sẽ xử lý. Em biết rằng anh tôi giải quyết. Anh cho cô nổi lên. Thì người ta nói như thế. Thôi anh kiểu công an đi. Thế anh ấy chưa xử lý mục tiêu nên anh nổi thế đi. Đây cho mẹ cái dép. À bố gọi công an đấy. Tôi tốt nhất là được. Nhưng anh kia, nhửa tay kia chị. Nếu mà trước là ok, có luôn nhưng chưa hẳn có chi đen với hẳn đấy em bảo xử lý. Xin kiểu đi. Anh kia bảo là anh kia có chân dám đảm bảo là anh kia đi xe thôi được rồi, không cần nói. Anh gọi công an đấy. Anh ơi. Anh là lấy biển số tụi bữa. Không phải xe của em. Một. Chào xe của em. 0017. Anh ấy đi, gọi công an luôn. 097. Gọi công an đấy. Em đừng đấy.